Kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Thời sự 365. Thùy Trâm rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng quý vị để cập nhật những tin tức thời sự đáng chú ý nhất trong ngày. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và dõi theo chương trình. Quý vị đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn cập nhật được những tin tức mới nhất trong ngày. Và ngay bây giờ, không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng tới với những nội dung đáng chú ý trong ngày hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh, người dân không phải xét nghiệm khi cần đi lại. Bộ Y tế chọn vaccine Pfizer để tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Sau nghị quyết 128, chữa trị F0 có gì khác? Trương Châu Hữu Danh và thành viên nhóm báo sạch khai gì tại tòa? Thành phố Hồ Chí Minh, người dân không phải xét nghiệm khi cần đi lại. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh không yêu cầu xét nghiệm khi người dân đi lại và chỉ thực hiện xét nghiệm đối với những trường hợp cụ thể theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải và hướng dẫn của Sở Y tế thành phố. Ngày 26 tháng 10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình đã ký văn bản khẩn số 3547 về tổ chức hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan. Đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn thành phố theo đúng hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải tại quyết định số 1812 đảm bảo thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch. Đặc biệt không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân, chỉ thực hiện xét nghiệm đối với những trường hợp cụ thể theo quy định tại quyết định 4800 của Bộ Y tế, quyết định 1812 của Bộ Giao thông Vận tải và hướng dẫn của Sở Y tế thành phố. Trường hợp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải ban hành quy định mới về phòng chống dịch khác thì thực hiện theo quy định mới. Ủy ban thành phố giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức để tổ chức giám sát, hướng dẫn hành khách thực hiện các biện pháp y tế về phòng chống dịch COVID-19 khi về đến địa phương. Giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm trong việc phòng chống dịch tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các điểm tập trung đông người, tập kết hàng hóa trên địa bàn quản lý. Trước đó, Phòng Cảnh sát Giao thông PC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ngưng việc kiểm tra giấy xét nghiệm tại 12 chốt kiểm soát ở cửa ngõ thành phố, thay vào đó chỉ kiểm tra việc khai báo y tế, khai báo di biến động và thông tin tiêm vaccine. Bộ Y tế chọn vaccine Pfizer để tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 10, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan về việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Theo đó, từ tháng 11, chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em sẽ được tổ chức trên toàn quốc. Loại vaccine sử dụng là Comirnaty do Pfizer-BioNTech của Mỹ sản xuất. Đây là loại vaccine được WHO khuyến cáo tiêm chủng cho trẻ em và nhiều nước sử dụng. Việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 được thực hiện trước với trẻ em ở độ tuổi từ 16 đến 17 tuổi, sau đó sẽ hạ thấp dần độ tuổi. Cha mẹ, người giám hộ cần ký phiếu đồng ý tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ. Trẻ sẽ được tiêm chủng tại trạm y tế phường xã, các trường học, trung tâm y tế và bệnh viện đối với một số trẻ có bệnh nền, béo phì. Lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh, việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em sẽ được tiến hành trước tại các địa phương đã trải qua đợt giãn cách xã hội, có tỷ lệ lây nhiễm SARS-CoV-2 cao, mật độ dân số đông, nguy cơ lây nhiễm cao. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long khẳng định yêu cầu hàng đầu khi tổ chức tiêm chủng cho trẻ em là đảm bảo an toàn. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các địa phương tăng cường theo dõi phản ứng sau tiêm để kịp thời hỗ trợ xử lý theo đúng quy định. Ông nói, Bộ Y tế giao Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tổ chức tập huấn chuyên môn cho tất cả các tỉnh, thành phố về tiêm chủng cho trẻ em trong ngày 29 tháng 10. Các địa phương cần thực hiện khám sàng lọc, theo dõi sau khi tiêm theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế và nhà sản xuất. Các tỉnh, thành phố cần tuyên truyền vận động để người dân đưa trẻ từ 12 đến 17 tuổi đủ điều kiện tham gia tiêm kịp thời và đầy đủ. Đối với trẻ em ở độ tuổi nhỏ hơn, Bộ Y tế đã lên kế hoạch triển khai tiêm chủng trong năm 2022 trên cơ sở khoa học và cập nhật các loại vaccine phù hợp. Song song với việc tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, Bộ trưởng Y tế yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine mũi 1 và bao phủ vaccine cho người từ 50 tuổi trở lên để bảo vệ đối tượng này trước nguy cơ dịch bệnh, đồng thời giảm nguy cơ tử vong nếu không may mắc bệnh.
sau nghị quyết 128 chữa trị F0 có gì khác? Thưa quý vị, trong bối cảnh mở cửa sống chung với dịch, dự báo số ca F0 trong cộng đồng có thể gia tăng ở một số địa phương, trong đó thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và một số tỉnh phía Bắc. Tuy nhiên, tâm thế và cách ứng xử với các ca F0 cũng sẽ rất khác khi các địa phương đã có căn cứ vào việc đánh giá cấp độ dịch theo nghị quyết 128 của Chính phủ và quyết định số 4800 của Bộ Y tế. Trao đổi với phóng viên, ngày 25 tháng 10, bác sĩ Lâm Phước Trí, trưởng trạm y tế phường Tân Quý, quận Tân Phú cho biết, hiện toàn quận và phường Tân Quý đang thuộc vùng vàng và qua xét nghiệm nhanh người có triệu chứng và khu vực nguy cơ cao đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính với COVID-19. Quy trình xử lý F0 tại phường được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, nghĩa là phát hiện F0 ở khu vực nào, xử lý nhanh khu vực đó. Nếu F0 đủ điều kiện thì sẽ cách ly tại nhà, chính quyền địa phương không phong tỏa mà chỉ răng dây treo bằng trước nhà. Riêng với trường hợp người bệnh không đủ điều kiện mới phải đưa đi cách ly tập trung. Theo ông, hiện phường quản lý 62 trường hợp F0 đang cách ly tại nhà, ghi nhận tất cả đều tiêm vaccine mũi 1 và mũi 2, không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Người bệnh ngoài được cấp túi thuốc, khi cần hỗ trợ hay gặp bất kỳ triệu chứng bất thường gì sẽ chủ động liên lạc qua nhóm Zalo với nhân viên y tế hoặc gọi đến số tổng đài của trạm y tế phường để được hướng dẫn xử trí. Bác sĩ Trí chia sẻ thêm, đường dây nóng trạm y tế vẫn hoạt động 24/24 giờ để hỗ trợ người dân. Tuy vậy, với việc cùng lúc phải đảm trách công việc từ khối điều trị lẫn dự phòng, tiêm ngừa vaccine, các bệnh truyền nhiễm khác, trạm y tế phường cũng đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt sau khi lực lượng bác sĩ quân y rút quân. Theo bác sĩ Trí, hiện trạm chỉ còn 9 nhân viên y tế nhưng phải lo cho khoảng 70.000 người dân, do đó phát sinh nhiều việc phải xử lý, có khi làm liên tục, không có ngày nghỉ. Tại quận vùng xanh Gò Vấp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đỗ Anh Khang cho biết, dù lực lượng bác sĩ quân y đã dần rút quân nhưng quận vẫn đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ phòng chống dịch. Việc xử lý F0 trong tình hình mới được triển khai theo quy trình chung của thành phố, tức áp dụng xét nghiệm nhanh có trọng điểm tại khu vực nguy cơ cao nhằm đánh giá mức độ dịch, từ đó quyết định phạm vi khoanh vùng hẹp nhất có thể. Các trạm y tế lưu động, tổ phản ứng nhanh, các khu tiếp nhận điều trị trên địa bàn vẫn sẽ duy trì hoạt động và chú tâm những phường có nguy cơ cao phù hợp với tình hình dịch bệnh. Huyện Bình Chánh là địa phương đầu tiên của thành phố áp dụng quy trình phát hiện xử lý F0 trong tình hình mới. Và nhờ áp dụng quy trình này, địa phương đã kịp thời phát hiện xử trí 78 ca F0. Vị đại diện địa phương này khuyến cáo, sau khi thành phố nới lỏng giãn cách, người dân được ra đường và tiếp xúc nhiều hơn, dẫn đến việc lây lan dễ dàng hơn. Do đó, để vừa kiểm soát được dịch, vừa duy trì các hoạt động xã hội, người dân cần tuân thủ nghiêm túc 5K và tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình xin ý kiến ban hành hướng dẫn tạm thời về quy trình phát hiện và xử lý F0 tại cộng đồng. Theo hướng dẫn này, việc xác định và quản lý chăm sóc các ca F0 trong tình hình mới được dựa trên nhiều nguồn, bao gồm tra cứu danh sách F0 được công bố trên phần mềm quản lý chuỗi lây nhiễm, từ xét nghiệm tầm soát, từ ổ dịch và từ người dân tự làm xét nghiệm. Trạm y tế, đặc biệt y tế lưu động vẫn đóng vai trò quan trọng là cầu nối tiếp nhận chăm sóc cũng như quản lý các F0. Theo đó, với một F0 điều trị tại nhà sẽ được thăm khám, đánh giá dấu hiệu suy hô hấp nếu thở nhanh hoặc khó thở, hoặc SpO2, nồng độ oxy, bão hòa trong máu dưới 96%, khẩn trương gọi tổ phản ứng nhanh cấp cứu hoặc chuyển vào bệnh viện. Còn với người bệnh không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ sẽ được cách ly điều trị tại nhà nếu đủ điều kiện, hoặc chuyển bệnh viện nếu không đủ điều kiện, được cấp túi thuốc ABC. Trong thời gian này, hộ gia đình có F0 phải cách ly trong 14 ngày, đồng thời dán biển cảnh báo trước nhà với nội dung địa điểm cách ly y tế phòng chống COVID-19. Hộ gia đình sẽ được lấy mẫu vào ngày thứ 14 để kết thúc cách ly. Trong thời gian cách ly, nếu phát hiện thêm F0 cùng hộ, thì những người còn lại trong hộ cũng không bị tính thêm thời gian cách ly. Bên cạnh đó, ổ dịch trong cộng đồng được xác định dựa vào các yếu tố như số hộ gia đình có ca F0, tính chất của địa bàn dân cư, đặc điểm nhà ở, mức độ giao lưu, mật độ dân số, tình trạng tiêm chủng đã từng là ổ dịch cũ trong vòng 6 tháng. Việc điều tra bao vây dập dịch được triển khai thông qua việc huy động lực lượng xét nghiệm nhanh trong vòng từ 2 đến 4 giờ cho tất cả người dân nhằm xác định các hộ có F0 mới, xét nghiệm 2 ngày trên một lần cho đến khi không còn phát sinh F0 mới. Tương tự như xử lý ca F0 tại hộ gia đình, trạm y tế lưu động sẽ vào cuộc chăm sóc F0 và quyết định cho việc cách ly điều trị tại nhà hay chuyển đến bệnh viện. Trong quá trình quản lý ổ dịch, các lực lượng chuyên môn thường xuyên đánh giá, từ đó có quyết định mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi các ổ dịch. Trương Châu Hữu Danh và thành viên nhóm Báo Sạch khai gì tại tòa? Thưa quý vị, ngày 26 tháng 10, trong phần xét hỏi, bị cáo Trương Châu Hữu Danh đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm pháp luật của mình.
Tại tòa, bị cáo Trương Châu Hữu Danh khai, bị cáo được anh Nguyễn Hoàng Trung Kiên ở huyện Thới Lai liên hệ nhờ giúp đỡ thông qua mạng xã hội. Sau khi đến địa phương ghi nhận ý kiến người dân, tiếp cận thông tin người dân cung cấp và tổng hợp thông tin dự án, đối tượng đã tự suy diễn rồi đăng tải 36 bài viết lên nhóm Báo Sạch. Bị cáo Danh trả lời trước tòa, bị cáo không vụ lợi, không vì lòng thương anh Kiên, vì nghĩ rằng anh Kiên bị oan khi đăng không nhận bất kỳ tiền hay quà gì. Sau khi đăng 36 bài viết, vì thế nhiều bình luận trái chiều không kiểm soát hết nên đã chủ động xóa 4 bài viết. Hữu Danh cũng cho rằng những bình luận sai lệch dưới bài viết bị cáo đã xóa, nhưng do nhiều bình luận quá không kiểm soát hết, trách nhiệm của bị cáo đã không kiểm soát được, không xóa hết, như là để người ta vô nhà xả rác mà không dọn hết. Tại tòa, Hữu Danh nói, bị cáo cũng xin lỗi Tòa án Nhân dân huyện Thới Lai vì đã có những lời lẽ nặng nề. Bị cáo luôn tin tưởng vào nền pháp quyền nên mới mong muốn những tình tiết bản thân cho là có vấn đề được làm sáng tỏ. Bị cáo lập ra nhóm Báo Sạch và các thành viên thống nhất với nhau là không làm gì phạm pháp, trái đạo đức, không biết bài ăn tiền, mục đích là cho người đọc một góc nhìn khác phản biện những bài báo có vấn đề. Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Trương Châu Hữu Danh về nguồn gốc của các tài liệu mật liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải. Danh trả lời tất cả tài liệu có đóng dấu mật, tối mật liên quan vụ án này được người lạ gửi đến tận nhà thông qua bưu điện, bị cáo không biết được ai gửi. Cuối phần xét hỏi của mình, bị cáo Danh cho biết bản thân thấy xấu hổ, day dứt khi là người có thâm niên làm báo nhưng lại mắc những sai lầm, đăng tải thông tin quy trục, tấn công cá nhân một chiều. Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Nguyễn Phước Trung Bảo vì sao bị cáo chia tiền làm truyền thông cho các bị cáo khác. Bị cáo Trung Bảo trả lời, mỗi thành viên trong nhóm có thế mạnh khác nhau, có mối quan hệ trang cá nhân có tương tác cao, nên mỗi người đảm trách một công việc ở công ty truyền thông của bị cáo, do đó mới chia tiền lợi nhuận theo khả năng từng người. Như báo chí đã thông tin, sáng ngày 26 tháng 10, Tòa án Nhân dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Bị cáo Trương Châu Hữu Danh, 39 tuổi, ngụ tỉnh Long An, Nguyễn Phước Trung Bảo, 39 tuổi, Đoàn Kiên Giang, 36 tuổi, Nguyễn Thanh Nhã, 41 tuổi, cùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh, được lực lượng làm nhiệm vụ đưa đến phiên tòa. Riêng bị cáo Lê Thế Thắng, 39 tuổi, ngụ thành phố Hà Nội, đang được tại ngoại và có đơn xin xét xử vắng mặt. Theo cáo trạng, vào năm 2019, Danh cùng các bị cáo nêu trên tạo fanpage Báo Sạch, group làm Báo Sạch và kênh YouTube BS Channel để viết, đăng 47 bài video về các chủ đề được dư luận quan tâm trên Facebook. Trong đó, Bảo, Danh giữ vai trò quản trị viên, Nhã, Giang và Thắng giữ vai trò biên tập viên. Cả năm thành viên đều có sự thống nhất khi đăng các bài viết. Quá trình cùng nhau thành lập các tài khoản nói trên để đăng bài viết, các bị cáo nhận hợp đồng làm truyền thông quảng cáo cho các doanh nghiệp thu hơn 2,8 tỷ đồng và chia nhau hưởng lợi. Vào tháng 3 năm 2020, Danh đã đến gặp một số người dân ở ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, thành phố Cần Thơ bị ảnh hưởng bởi dự án khu đô thị mới Thới Lai, tự xưng là nhà báo đến thu thập thông tin viết bài để bảo vệ quyền lợi của người dân. Theo kết luận giám định của cơ quan chức năng thành phố Cần Thơ, các bài viết và clip này được thực hiện có tư tưởng mang tính phản động, đi sâu khai thác những thông tin có nội dung không phù hợp với lợi ích đất nước, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến danh dự, uy tín nhân phẩm của các cá nhân là lãnh đạo các cơ quan tổ chức chính trị xã hội các cấp, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức và cá nhân.